Con đi cái. Xin chào anh em nhá. Ui, nghe đây vì đã có mặt ở cạnh một diều 7m à 8m các bạn. Mấy mét anh? Dạ? 7m2 á? Khung gì anh? Anh. Wow. Đâu em xem dây à? Chắc to bằng dây em. À bằng bé hơn dây em tí. Thả dây này không sợ đứt này. Wow. Diều, con diều của bác nào chơi quả đèn ác ấy. Diều chơi quả đèn ác này, đèn này ở kiểu xe cấp cứu anh nhỉ. Đéo tao nhìn, quả đèn. Anh ơi, quả đèn này có vẻ ở giống cái xe cứu thương mà nó hay đi dọc đường không? To nhỉ. Quả khung cái này bằng gỗ à? Quả này kéo lên được yếu không? Tăng nghiệp. Nó gãy đi. Tăng nghiệp. Ta đang bế quan tác nghiệp cái gì mà toàn cặp. Dã man nhỉ, đuôi dài 7m2, con này cho mình đu ấy, bò à. Trăm không anh? Trăm. Trăm mẹ. Bò 100. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26 quả. 24, 6, 8, 10, 24, 18, 20, 22, 24, 26, 27. 27 quả. Nếu em đếm ăn bơn. Thằng này mắt nó lát. Con này bây giờ mới đâm hay lấy đâm phát rồi anh? Bây giờ mới lắp. Mới đang đợi người về. Thấy bụi bụi nhỉ. Ây giờ. Không cái. Không vào cây ấy, không vào tí không cầm được. Cái là chơi bằng gỗ rồi các bạn ạ. Gỗ chè. Dã man nhỉ. Quán nèo. Đuôi em nghĩ hơi bé. Em nghĩ cái nan đuôi hơi bé anh ạ. Anh không nói là đuôi bé, anh là không ở lên trong quanh cái nan anh hiểu không? Nan đuôi nó bé. 7m2 cùng dàn bò D100. Tí nữa tha hồ đu dây. Đấy, đang rất là nhiều khán giả đứng xem chứng kiến quả này gọi cụ diều lên trời. Được ấy nhỉ. Cờ đỏ sao vàng 7m2. Quá dã man. Bát này chắc bát 4 à. Hãy ra đây. Bát 4 à. Bát 35. Khung ấy không? Cái vai này là liền hay là nối anh? À, nối cho đến đoạn này à? À cái này một phát thẳng kia. Một phát từ đầu ra đến kia luôn à? Ây giờ. Chè được ấy. Anh em chuẩn bị ngay quả bò khủng này. Lần đầu tiên mình được nghe cái dàn bò mà nó to như thế này. Lần đầu tiên. Mong là nó sẽ lên hoàn chỉnh, hoàn thiện. Phát lên luôn. Nhưng dây hơi bé. Mấy quay không quay hết được, sợ thật, nó to à. Cái giái này nó to hơn người anh Phong. Nó chỉ to bằng giái của anh ấy. To hơn người anh. Anh chỉ giỏi thôi. Anh chỉ giỏi rồi, đúng rồi đấy. Không như quả này cân nhỉ. Quả khung này cân nhỉ. Đều tăm tắp. Diều thì bằng tre và vót tre mà để cân được một con diều to như thế này thì phải nói là không đơn giản các bạn ạ. Mình sẽ review cái dàn sáo cho các bạn xem nha. Em lấy review dàn sáo cho anh em xem. Dàn này đâm lên chắc chắn líp. Em đang đi vào. Dàn này chắc chắn đâm lên líp với cái con diều này. Mắt trông ok chứ vậy? Anh đi đâu ấy? Bố mất yếm đi. Miệng vát nha, tất cả miệng hơi vát này. Tháng 3 hôm qua tháo 6 mét, nhức quá và xe đạp của bà già lên. Dã man thật. Đâu đi, ra đâu rồi? Nào, anh em chuẩn bị đâm. Toàn người to thì lo gì? Anh ơi, anh. Ở đây có con bò to kia không cho cõng thì cõng bò này làm gì? Đâm ở đây luôn đi. Ây à. Ây à, ây giời sao? Ấy à. Quá khủng nhỉ. Từ từ nhá. Từ từ chỉnh neo đã. Dã man đấy. Quả này lên tí. Tí mình lên mình đu dây các bạn ạ. Chết rồi. Từ từ.
lại cứ hú với hú cứ thế là chạy ở xa là không nghe gì đâu. Đẹp nhỉ. Anh em bây giờ mới được đi làm công ty về, đâm ra mới có thời gian để đâm. Chắc chắn chầm chầm lít. Đoán không nhầm. Tại vì với lực vươn của con này thì mình nghĩ không dám hàn lắm. Không quá leo à? Đuôi rái hay đuôi cá kéo nặng hơn anh nhỉ? Nào. Anh em im lặng để nghe sáo nhá. Ui giời. Ui giời. Thôi thế này thôi để cho họ chạy. Có clip đâu? Em chỉ buồn cười quả đèn này. To đúng nắm đấm. Nó cong hết cả khung vào ở kia thì trời. Nó to quá nó trầm. Nó không kêu. Bò chỉ tầm 8 năm đổ lại thôi nó mới gắt. Bò trăm này nghe trầm lắm. Anh mới chơi diều biết gì đâu. Tuổi chơi diều thì bằng cái tuổi mới lớn với em anh. Dã man nhỉ. Giờ mình sẽ đưa anh em ra chỗ gốc cầm dây nhá. Bây giờ mình sẽ đưa các bạn vào cái chỗ gốc dây nhá để trải nghiệm nhá. Tối quá. Tối quá các bạn ạ. Quá dã man quá. Con diều này. Quay. Tối quá không còn ai. Ấy giờ. Hết dây các bạn ạ. À con này khung nó yếu, kéo nó cũng bình thường các bạn ạ. Khung con này nó yếu kéo bình thường. Nhưng quả này nghe sướng thật các bạn. Quả bò này nghe sướng vãi đạn. Nó không gắt nhưng mà nó kêu ấm. Nghe sướng dã man. Bây giờ có khả năng anh em phải đi về đây. Muộn quá, tối quá rồi. Tại vì anh em ở đây là phải đi công ty. Phải đi công ty thế đâm ra là về. Về là hơi muộn. Thế đâm ra là đâm nó hơi bị tối một tí. Cún này không thả diều à? Thả chưa? Đây là một cậu nghiện nhân. Đấy, sao diều lại rách thế này? Ha. Vẫn lên. Vẫn lên á, à, con thả chú xem à. Rồi. Ừ. À, diều không cõng sáo à? Con diều này to không con diều đang kêu to. Dã man thật. Quả đèn của nó quá to luôn anh em ạ. Con này chơi cái quả đèn. Chơi quả đèn đúng là cái quả đèn mà lắp ở trên đỉnh ấy á. Ai kia. Chơi đúng cái quả đèn mà cái quả đèn lắp trên đỉnh xe cứu thương ấy. To ấy ạ. Úi giời. Ai đây? Anh đi đâu ấy? Người ta đang đi về rồi, đi ra đây làm gì? Vàng ra thả dây. Hết dây rồi. Cầm dây kia vẫn được kìa. Về hết rồi. Về hết rồi. Đi bộ ra kia hết rồi. Ôi đi về thôi. Đi bộ ra hết rồi gì? Vâng. Ngoài chỉ có dái à. Giờ dàn này nghe ấm. Dàn này nghe ấm. Bây giờ ba anh em mình quyết định là đi về thôi. Cái kiểu đợi người ta say rồi xong bắt đầu mới mời xong quay video ấy. Chơi bẩn đâu ấy. Đội này trong này đèn sáng nha. Anh đánh giá sao về con diều này? Qua cái đèn này nó như cái đèn pin à? Đúng đèn pin không? Chuẩn đèn pin thôi anh. Nó mới sáng thế kia chứ. Quả đèn này anh nghĩ lấy ở đâu ra? Quả đèn to á. Quả đèn to này đúng là như cái kiểu ấy nhỉ. Anh đúng từ bé đến giờ mới được nhìn con diều. Từ bé đến giờ mới nhìn thấy diều bạn. Đâu từ bé đến giờ em mới nhìn thấy cái quả đèn.
Bé giờ mình mới nhìn thấy quả đen nó to này các bạn ạ. Con này gió to thì bé ổn luôn, gió to thì gặp. Gặp. Như ai tiết lộ cho em biết cái quả đen này từ đâu ra không ai? Sao nó to ấy? Thì mẹ to đúng bằng cái bát con. Mà nắm đấm, bằng ơi, đúng cái nắm đấm tối, này. Tối lại tụ họp kéo diều xong ấy à? Không biết. Nói chung là mỗi một lần thả con diều to như thế này là hơi tốn kém, tốn về nhân sự và tốn về kinh tế. Quả đen của dần, à quả đen của. Nhưng mà con này kéo bình thường ạ, không nặng đâu. Sáng. Bận, người ta đang quay. Không, nhưng quả đen ngơ, người ta kết đen không? Đen pin hả anh? Đen pin tháo ra để nguyên pha. Bảo sao sáng thế, sáng chói cả mắt mình. Nếu mà tối mà ngồi uống rượu mà đặt độc. À. Có phải cái đèn đấy không anh? Đèn mà đeo ở đầu ấy gì? Tháo ra không tháo pha nữa. Thể nào sáng đấy, sáng được qua đêm không anh? Sáng được. Tùy vào pin. Đầy pin chắc sáng qua đêm. Con này mấy mét anh? 20. Thấy ùm ấy. Qua em ba nó cho em biết cái cảm giác của thay rượu đi tìm rượu. Ông đánh vào 6 mét ông không. Rồi xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những quả super. À đây đèn như thế này phải không anh? Chỉ với 50.000 thôi, không cần cảm biến cảm bùng gì hết. À tối. Đẹp bật. Hẹn gặp lại các bạn trong những quả siêu phẩm lần sau. Con diều này của anh Tuấn hả anh? Dạ. À thế à? Dã man nhỉ. Cứ chê cái đuôi của nó yếu đi, đuôi nó vẫn thẳng tưng này. Không thấy yếu kìa. Đây chẳng qua diều yếu thì lên đuôi nó thành ra nó vẫn thế. Hơi lệch lệch đuôi tí nhưng không sao. Nó không gãy là được rồi, sợ nhất đâm lên nó gãy. Bye bye tất cả anh em nhá. Anh em cảm thấy video mình hay nhớ cho mình xin một like, một đăng ký kênh và chia sẻ kênh nhá. Ra cầm bao dây xong tỏ ra đi. Đâu bao dây em á? Ừ. Ôi em mang đi về. Hết nhưng mà con này ấy mà, con này kéo nhẹ mà lấy em cầm một tay em kéo được mà. Mày im mồm đi. Có thật mà. Mày ra mày kéo ra phát một mình mày cầm đi. Đâu em cầm một tay xong em nhấc. Con này đang có người kéo ra anh ạ. Đây. Đây đang lôi về. Kia đây. Áo trắng đây. Đâu. Kìa. Ừ. Vườn cao thế nhỉ? Con này sáu kêu à? Đu 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 ấy, cứ nghe dàn bò này. À, đây này. Đèn cảm biến này các bạn ạ. Đi vào đi. Vào cơm ấy.